Nhân đi. Lên dốc nổi không anh? Chạy ve nổi không? Ghe đâu coi? Đúng rồi. Nhảy à? Nhõng đít rồi. Dài quá, ý là đoàn xe này dài quá. À. Đi đâu anh? Thôi được rồi, cái đoàn xe mà nó dài là anh biết sao không? Thí dụ như bây giờ trong đó là thí dụ cái xe này, thí dụ như 300 kg đi, nhưng mà nó đoàn nó dài ra là nó thành ra tới 600 kg, 400 kg, vậy ra ra dài này phải 800 kg, nó bằng cái lực 800 kg. À, nếu mà nâng nó càng gọn thì nó càng nhẹ. Tính nâng làm sao nó sợ gãi đuôi sới nè, gãi lưỡi nè. À, máy sới này có bán không anh? Hả? 20 triệu hả? 20 triệu có đầu không? Hay là cái vàng sexy không? Em cứ để tưởng để chân chơi không chứ. Nè, đủ vàng mấy dầu làm quan. À. Hai nồi. Hai nồi là sao? Nó nồi à, ở đây cái nồi con, trong này cái nồi con không, cái này nồi con nổ nồi gián tiếp, nó không có hại tới cái nồi kia. À, cái này nó có bơm thủy lực ngay đây luôn đây, nó bơm bên đuôi á. À, bên đuôi nhớt nó cũng nằm trong đó luôn. Cái này nó rin hay là chế? Rin chế gì? Rin từ Nhật về hả? Cái này không 20 triệu rồi, 20 triệu phải có cái máy nữa mới 20 triệu nha. Không mua người ta lý do ta phải máy Trung Quốc. À vậy hả? À, cái bộ này cả sới đâu vậy luôn, 20 củ. Còn cái xe này nay bán nhiêu? Xe này hả? Giảm giá gì không? Hả? 45 triệu hả? À, này đầu sau hai bánh nè, Toyota 900 kg, sản xuất 2006, 900 kg, sản xuất năm 2006, solid đâu, sản xuất 2006 nè. À, 2006. Xài bình ắc quy bình thường. Bình thường 24V. Ắc quy bình thường thì 24V là hai cái. Đúng rồi. Tới khi nào mình cái này xài bình ắc quy bình thường thì dễ xài. Dễ xài, thứ hai bình 100A đó là hai. Nhưng mà hai bình đó nó chạy được lâu không anh? Lâu chứ, sạc phải xài lâu. Xài ngày hết không? Mình làm gì hết. Ai làm bể kiến đây? Ồ, nó câu bể mà xe là nó chạy ngoài đường nó kiếm. Đèn rin luôn hả anh? Ờ, đèn rin, đèn nè. Hả? Đèn nè. À vậy hả? À đến xe luôn. À à. 2006 hả? Ờ hè đó nó để đó. À. Nặng 900 kg, xác nó nặng 1,3 tấn nè. À. Ồ. Anh nâng mà nó dài vậy là cái lực của nó chịu ghê lắm á nha. 4 cái vỏ đặc luôn. À. 4 vỏ đặc còn mới kem. Cái này chạy trong kho không? Chạy kho thì ngon. Bên đó xe này mà cũng đăng kiểm đàng hoàng ha. Ờ. Môi trường nó hàng năm nè. Tem nó hàng năm nè. Run Toyota Mini. Xài không tốn xăng tốn dầu vậy. Hả? Anh chạy ve vô đây một tí đi. Hạ xuống đen vậy để nó nguy hiểm không? Thôi không nguy hiểm. Sợ nó gãy. Nó bốn tao chạy xong chạy 400 kg mà xe nó bắn mà lo.
cho vé lấy hên chiều trúng chiều có bán được cái này anh. Hỏi nói cũng phải cho. Đéo có tham đâu. Hả? Rồi bạn nào có nhu cầu thì cứ alo cho anh Văn Đô nha. Qua số điện thoại như quên rồi. 0913 756 734. 0913 756 734. Còn nếu mà chiều này thì nó vô này thì hai anh em mình đúng không? Anh đẹp ha. Anh 7 tờ em 1 tờ. Ừ. Là 8 tờ. 006507. Chết rồi, em lên em đưa lên về chiều nó trúng độc đắc rồi, mất công nó đi tìm anh với tìm em. Nó tìm hai thằng xử luôn. Chết rồi. Đi không được. Phải mướn khách sạn mà ở. Thôi, mình phải đợi cái này là khi nào sổ xong rồi mình mới đưa lên. Nếu mà nó, nếu mà chiều nay mà trúng mình cắt cái đoạn video này bỏ. Cắt luôn. Không, cắt chi anh? Cắt video. Không, cắt chi. Em mua chiếc xe này của anh về em chơi luôn. Rồi mua cái máy cài phát điện luôn. Hả, mua máy cài phát điện luôn. Ô, có khách tới kìa anh. Có khách gọi kìa. Bán đi, đó.